Quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình sẽ test Liên Quân Mobile phiên bản mới trên chiếc Samsung Galaxy S9 Plus phiên bản Mỹ của mình. Phiên bản này là chip Qualcomm Snapdragon 845 dành cho thị trường Bắc Mỹ ha. Thì mình sẽ trải nghiệm xem là nó sẽ chơi cái game Liên Quân như thế nào. Mình đã vào game luôn rồi. Mình đang bật ở mức là max đồ họa bao gồm các FPS cao. Thì các bạn sẽ thấy số FPS ở đây. Nói chung thì game chơi rất là mượt. Nói chung game chơi thì cần những pha combat như thế này là ok hết, hiệu ứng chuyển cảnh và đồ họa phiên bản mới của nó là rất là đẹp đấy. Các bạn thấy không, hiệu ứng chuyển cảnh nó rất là mượt, chẳng thua dai quá đâu. Tay mình đang thọt 19 thì mình phép 3 mạng. Thì chơi game trên phiên bản chip Snapdragon thì lúc nào cũng sướng hơn Exynos rồi. Ôi mày xong mày rồi Nataya, chạy đâu em? Oh man, cái phiên bản Samsung X9 Plus của thị trường Việt Nam và thị trường Hàn Quốc ấy thì nó là xài con chip cái nhà lá vườn của Samsung là Exynos, còn đối với con chip phiên bản Mỹ thì nó xài con chip Qualcomm 845. Thì nói chung là mình yêu thích dòng chip 845 hơn vì chơi game nó rất là mượt, nó rất là không bị nóng và trải nghiệm rất là tốt. Những tựa game như PUBG Mobile hay là Alpha 9 thì chơi phải nói là rất là ok, không hề có hiện tượng sắc lạc lắc sạc gì. Rồi ăn quần con mít luôn. Á thằng mít nó hại mình. Mình đang quay phim bằng LG V30 LED cho nên nó có cái chế độ góc rộng và chế độ góc hẹp quay phim rất là ok. Đang chửi nhau bắn loạn. Trong lần này mình chơi vui thôi, mình quay phim cho các bạn coi thôi chứ mình cũng không có tập trung đánh lắm, bởi vì các mấy thanh niên nào đừng có vào ném đá mình chơi gà ha. Vì vừa quay phim mà vừa cầm điện thoại nữa, nó chọi chọi, rất là khó đánh, không có tập trung đánh được. 46 rồi. Chứ là mình muốn test cho anh em xem là cái X9 Plus này nó chơi game như thế nào thôi. Đánh vui thôi mấy thanh niên ơi, làm gì mà căng vậy?
bị cái gì rồi, cái méo gì không bắn, đánh mid với đánh bên kia mà đi gượt cái thằng tăng trời. Rồi xong lên bảng thôi, là kèo nổi không nghe anh em. Mà nếu đánh kỹ thì vẫn là kèo được, quan trọng là anh em có đoàn kết thì là kèo không thôi. Lên phép vài mạng nữa thì coi như xác định. Đó, ăn được một mạng nữa đó. Qua cứu 1 triệu dân nè. Cái thằng manga này trời. Nã thằng manga. Rồi gơ gơ. Nó bắn, nó đập lính, nó không đập, nó cứ đi bắn mày đó hoài, mấy mày ngáo. Chết tôi rồi. Thôi đi bà con ơi, test game khác nữa. AD còn sống à. Xong, và thế là mình đã kết thúc cái series test Liên Mobile với trận thua tan nát. Rồi mình sẽ test Alpha 9 trong clip tiếp theo nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nếu thấy hay nhớ like và share nhé. Mình thấy không trả hay gì.